Chàng trai trẻ đưa mắt theo dõi chiếc quan tài đính hoa huệ tay trắng đang dần hạ xuống. Anh ta ngạc nhiên về đôi mắt khô khốc của mình trong khi nhìn chính mẹ mình đang được chôn cất. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Khi đất đã được đắp lại và nghi lễ kết thúc, chàng trai trẻ đó là người cuối cùng rời đi. Ngoài bài điếu văn, anh ấy vẫn chưa nói một lời nào với bất cứ ai. Bà ấy đã trải qua giai đoạn khó khăn cho đến cuối đời. Anh ấy đã chăm sóc mẹ mình cho đến khi căn bệnh đã biến bà ấy không còn là mẹ của anh ấy nữa. Và sau đó là 2 năm nữa. Những điều đã từng nói và làm, anh ta ước mình có thể xóa bỏ ký ức về bà ấy. Nhưng quá khứ mãi mãi đã được định sẵn. Khi nhìn lên từ mộ của mẹ mình, anh ta nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ ở phía xa. Có lẽ cách anh ấy khoảng 9 mét. Một cô bé có thể tầm 10 tuổi, trong bộ đồng phục học sinh, đứng sau một bia mộ khác. Cô bé đang đeo một chiếc mặt nạ lợn bằng nhựa đã sờn cũ và mang theo một con búp bê rách rưới bẩn thỉu. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào lỗ mắt đen trên chiếc mặt nạ của cô trong giây lát. Tự hỏi liệu anh ta thực sự đang nhìn thấy điều này hay cô bé là một mảnh vỡ trong trí tưởng tượng của anh ta do căng thẳng và đau buồn mang lại. Sau đó, anh ấy chớp mắt và cô bé biến mất. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy một câu đáng sợ lặp đi lặp lại trong góc tối của tâm trí. Cậu đang bắt đầu đánh mất nó rồi. Vài năm trước sự tính, cậu sẽ làm cho mẹ cậu tự hào. Chàng trai trẻ lắc đầu và bỏ về nhà. Tất nhiên, anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ vào một ngày như thế này. Tâm trí sẽ tạo ra những điều buồn cười trong tình trạng đau khổ tột độ. Điều này là hoàn toàn tự nhiên khi anh ấy nhìn thấy những điều kỳ lạ vào một ngày như thế này. Nhưng cô gái nhỏ trong chiếc mặt nạ lợn trông rất chân thực. Về đến nhà là một cảm giác rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh ấy thực sự cảm thấy cô đơn. Giống như một đứa trẻ lạc vào một không gian lớn và xa lạ, có cảm giác gì đó sai sai. Anh ấy tự làm một bữa ăn bằng lò vi sóng và ăn nó một cách âm thầm trong bếp. Nơi này thật là yên tĩnh, không có tiếng la hét hoảng loạn hay tiếng kêu đau đớn. Anh thở dài và nhìn ra cửa sổ bếp khi đang rửa bát, và từ xa anh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khác. Một cậu bé khoảng 12 tuổi đang đứng trong khu rừng tối và lạnh lẽo cạnh nhà anh. Cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi và chiếc mặt nạ chuột bằng nhựa sờn rách. Một con búp bê lơ lửng trên cánh tay gầy guộc xanh xao của cậu, giống như cánh tay mà cô bé trong nghĩa địa đã cầm. Bản năng đầu tiên của chàng trai trẻ là ra ngoài và giúp đỡ đứa bé. Dù sao thì đó cũng đang là một đêm lạnh giá, cậu bé có thể chết ngoài đó. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt nữa, đứa trẻ đã biến mất, chỉ cây cối trong bóng tối. Anh ta thở một hơi dài và uống một viên thuốc giảm đau. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn đang xảy ra với anh ta khi cứ tiếp tục nhìn thấy những đứa trẻ kỳ lạ với khuôn mặt động vật ngoài kia. Anh lê bước lên lầu, hy vọng rằng có thể tối nay anh sẽ ngủ một giấc và cảm thấy dễ chịu hơn một chút vào buổi sáng. Những bóng tối hiện ra trong khóe mắt anh, nhưng anh không để tâm đến chúng. Anh ta không thể tin tưởng bất cứ điều gì anh ta nhìn thấy ngày hôm nay. Anh dừng lại một lúc trước căn phòng mà mẹ anh ta từng ngủ. Nó trông giống như một cái hang động khi không có thân hình nhỏ bé của bà ấy trên giường. Anh ấy nghĩ về cảnh cuối đời của bà ấy trong căn phòng này là như thế nào. Chỉ hơn một tuần trước, anh thở dài, tắt đèn và đi ngủ. Đêm đó, chàng trai có những giấc mơ kỳ lạ. Anh ấy cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ bé ở điểm sâu nhất, tốt nhất của đại dương. Nhìn những hình thù khổng lồ, những màu đen lờ mờ và thay đổi xung quanh mình, anh ấy sợ. Anh cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Sự kinh hoàng tột độ khiến anh ta giật mình ra khỏi giấc ngủ. Và đó là lúc mà anh ta nhìn thấy chúng. Những đứa trẻ trong chiếc mặt nạ động vật, có tất cả 7 đứa trẻ. Chúng đứng xung quanh giường của anh ta, tay trong tay, giống như chúng đang chơi một trò chơi nào đó, nhưng trong im lặng và chết chóc. Mỗi đứa có một búp bê bằng vải đang ngồi kiên nhẫn dưới chân chúng. Theo logic, anh ta nên sợ hãi hơn khi nhìn thấy chúng. Đó là trải nghiệm kỳ lạ nhất trong cuộc đời của anh ấy. Nhưng anh lại cảm thấy một cảm giác yên bình, trống rỗng kỳ lạ bao trùm lấy mình như một tấm chăn ấm áp. Đôi mắt nhắm lại và giấc ngủ lại chiếm lấy anh. Khi chàng trai thức dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ấy đã xem những đứa trẻ kỳ lạ với mặt nạ động vật và những con búp bê chỉ là một thứ từ trí tưởng tượng của anh ấy. Một hình ảnh nửa tình nửa mê, nhưng điều anh ấy không thể phớt lờ là sự tê dại ở các ngón tay và ngón chân. Giống như anh ấy đã dành cả đêm để ngủ ngoài trời giá lạnh, mặc dù căn phòng của anh ấy hoàn toàn ấm áp. Có lẽ anh ấy sắp ốm. Những điều kỳ lạ khác bắt đầu xảy ra trong vài ngày tiếp theo. Anh ấy tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich, và khi anh ấy cắn vào nó, anh ấy nhận thấy rằng mình không thể nếm mùi vị gì. Nghĩ lại, anh ấy cũng thực sự cũng không thể ngửi được. Đây có thể là cảm lạnh, bệnh cúm hay điều gì đó tồi tệ hơn. Ngoài ra, anh ấy không thể gạt bỏ cái cảm giác rằng anh ấy không phải là người duy nhất trong nhà.
Dường như anh ấy có thể cảm nhận được một sự hiện diện của ai đó cùng mình, và không chỉ một mà là nhiều. Liệu nó có thể liên quan gì đến những giấc mơ và ảo giác kỳ lạ đó không? Những đứa trẻ đeo mặt nạ. Anh ta cố kìm nén mọi suy nghĩ, không muốn quan tâm đến. Anh hầu như không dám suy nghĩ đến điều tồi tệ hơn, rằng thực sự có những đứa trẻ kỳ lạ đeo mặt nạ len lỏi quanh nhà anh ta, khiến anh ta bị ốm, hay anh ta đang mất trí giống như mẹ của mình. Anh ấy gạt nó ra khỏi tâm trí của mình, nhưng khi anh ấy tình cờ nhìn ra cửa sổ, anh ấy cứ thấy những hình dáng nhỏ bé đang di chuyển ở phía xa. Khi anh ta xem TV hoặc cố gắng nghe nhạc để đánh lạc hướng bản thân, anh ấy thấy mình cần phải tăng âm lượng lớn hơn bao giờ hết. Thính lực của anh ấy ngày càng kém. Đây có thể là một loại bệnh xoang. Đó là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng có thể khó áp dụng một lời giải thích hợp lý khi những gì đang xảy ra vốn dĩ không hợp lý. Và ngày sau, khi ra khỏi giường vào buổi sáng và đứng trước gương của phòng tắm, chàng trai nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Đó là làn da của anh ấy. Bây giờ, nó là một màu nhạt, gần như màu kem, giống như tất cả sự sống và sức sống đã bị lấy đi. Nhưng không chỉ có như vậy, anh ấy nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của mình trong gương. Đôi mắt của anh ấy, có phải chúng đã luôn luôn trông như vậy? Phải chăng chúng vẫn luôn là màu nâu sẫm? Có thể là do sự rối rắm trong tâm trí của anh ta, nhưng anh ấy có thể thề rằng có điều gì đó thực sự khác lạ, giống như mặt đất đang chuyển dịch bên dưới chân anh ấy. Đó là khi anh ta nhận ra thứ gì đó ở góc gương. Một cậu bé với chiếc quần yếm màu xanh đeo chiếc mặt nạ mèo. Cậu ấy chỉ đứng đó theo dõi. Chàng trai trẻ quay lại và hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy cận cảnh một trong những đứa trẻ kỳ lạ này. Nhưng tất nhiên không có gì ở đó. Trong những ngày sau đó, tất cả trở nên tồi tệ hơn. 2 tuần kể từ đám tang, vị giác và khứu giác của anh ấy vẫn chưa trở lại. Thính giác của anh ấy ngày càng kém đi, cho đến khi anh ấy gần như bị điếc hoàn toàn. Việc nhìn thấy những đứa trẻ vẫn chưa dừng lại, nhưng lại khó nhận ra hơn. Theo thời gian, tầm nhìn của anh ấy bắt đầu mờ đi, và cho dù anh ấy có dụi mắt thế nào đi nữa, anh ấy vẫn không thể nhìn rõ ràng. Anh ta bị vấp ngón chân của mình, nứt móng chân, hở từ đầu đến thịt, và anh ta thậm chí không cảm nhận được từng chút một xúc giác bắt đầu rời xa anh. Anh ta thậm chí không để ý cho đến ngày anh ta quyết định cắt một ít cà rốt cho món súp, hy vọng với rằng đây có thể là bữa ăn cuối cùng của anh ta có thể nếm thử. Nhưng bây giờ, tầm nhìn của anh ấy bây giờ trở nên quá mờ. Anh ấy hầu như không thể. Con dao cứa vào lòng bàn tay anh. Thậm chí anh ấy phải mất 1 giây để cảm nhận thấy được, vì không đau và không chảy máu. Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay với một niềm hứng thú, cố gắng tìm ra những hình dạng trước mặt mình để hiểu tất cả. Những sợi trắng mỏng dính trên vết cắt là gì? Anh ta nắm lấy mép da, mặc dù bây giờ trông nó không giống với da thịt, giống như một tấm vải thô nhợt nhạt, và anh ta bóc nó ra. Không có máu, không có thịt, không có gân, chỉ sưng phồng và lớp nhồi bông bên dưới. Anh ấy nằm trên giường được vài ngày. Anh ta không thể nếm, ngửi, nghe, cảm nhận hoặc thậm chí nhìn. Tất cả những gì anh ta có thể làm là suy nghĩ trong bóng tối. Anh ấy bối rối và lo sợ. Anh ta muốn gặp mẹ mình, nhưng bà ấy đã mất từ lâu. Ở bên ngoài, anh ấy đang thu mình lại, thu mình vào chính mình. Anh ta không thể di chuyển hoặc nói chuyện trong khi ngày càng nhỏ đi. Những đứa trẻ đeo mặt nạ bước xuyên qua các bức tường, sẵn sàng nhận các món đồ chơi mới của chúng. Chàng trai không hơn không kém. Tất cả những gì còn lại là một con búp bê màu vải với một đôi mắt màu nâu đang nằm trên giường. Một cậu bé đeo mặt nạ thỏ bước tới và nhặt nó lên. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi lũ trẻ rời đi, và ngôi nhà lại một lần nữa trống rỗng. Đây là loại trải nghiệm khó chịu, bất thường bạn có thể mong đợi từ cuộc chạm trán với SCP-747, được đặt biệt danh một cách khéo léo là trẻ em và búp bê. SCP-747 đề cập đến hiện tượng những đứa trẻ kỳ lạ, dị thường đeo mặt nạ động vật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bỏ lớp mặt nạ ra, tất cả những đứa trẻ này đều giống hệt những đứa trẻ đã được chứng minh là đã chết vào khoảng thời gian mà những đồng loại dị thường của chúng lần đầu tiên xuất hiện. Điều này dẫn chúng ta đến giả thuyết rằng các cá thể SCP-747 là biểu hiện quang phổ của những đứa trẻ gốc bị biến đổi bằng cách nào đó bởi sức mạnh hợp nhất của SCP-747. Giả thuyết này phù hợp bởi một số thông tin đáng lo ngại. Các đặc vụ từ tổ chức SCP đã cải trang thành người an ủi để tiến hành các cuộc phỏng vấn với cha mẹ những người thân thích của từng đứa trẻ đã qua đời. Và thông qua những cuộc phỏng vấn đau lòng này, họ có thể phát hiện ra rằng mỗi đứa trẻ đã chết đều sở hữu một con búp bê mà chúng rất yêu quý. Quý nhiều đến mức từng con búp bê sẽ được chôn cùng với chúng. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, ý nghĩa tách chúng khỏi cái yêu quý cuối cùng của thế giới phàm trần này là quá đau đớn đối với các bậc cha mẹ. Với sự liên quan đến những con búp bê của các cá thể SCP-747,
tổ chức nhận thấy những sự thật đang dần sáng tỏ. Thể chất của các cá thể SCP-747, hay nói đúng hơn là việc thiếu chúng, cũng hướng tới lý thuyết về việc chúng là các biểu hiện quang phổ mạnh mẽ. Chúng có thể xuyên qua các bề mặt rắn có độ dài lên đến 10cm và đôi khi có thể gặp khó khăn trong việc giữ lại vật chất rắn do bản chất chỉ là chất rắn một phần của chúng. Chúng sống cuộc sống bí ẩn và cô đơn trên một bình diện thực tế, liên kề với chúng ta và chúng chưa bao giờ được nhìn thấy nói chuyện. Mặc dù có khả năng chúng có một số hình thức giao tiếp với nhau. Ngoài những cá nhân mà chúng đang nhắm mục tiêu trực tiếp, những đứa trẻ SCP-747 tỏ ra ít quan tâm đến những con người không có tính dị thường khác. Chúng dường như luôn giữ khư khư bên mình những con búp bê đó. Không rõ những đứa trẻ thực sự có tri giác ở mức độ nào, nhưng chúng dường như có trí tuệ nhất định, thể hiện trong nhận thức về không gian chúng chiếm giữ và môi trường xung quanh, giúp chúng không va vào mọi thứ khi chúng bước đi. Nhưng tất nhiên, quang phổ không phải là đặc điểm đáng lo ngại hay nổi bật của SCP-747. Không, mối nguy hiểm thực sự của SCP-747 là việc chúng có thể biến con người thành búp bê, một quá trình mất vài giây để thực hiện, nhưng có thể đến 21 ngày tra tấn cuối cùng trước khi chúng thực hiện. Để bắt đầu quá trình này, bọn trẻ sẽ chọn ra một người khiến chúng tò mò. Có lẽ là một người rất phù hợp với bộ sưu tập của chúng. Tổ chức hiện không biết liệu có bất kỳ tiêu chí cố định nào để lựa chọn nạn nhân hay không, hay chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên. Khi đúng thời điểm và lựa chọn đã được xác định, chúng sẽ khóa tay và tạo thành một vòng tròn xung quanh người được chọn trong 5 đến 7 giây. Đây là tất cả những gì chúng cần làm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 giây. Và bạn đã ở điểm không thể quay lại. Sau khi hoàn thành nghi thức ngắn gọn này, mỗi đứa trẻ sẽ đi mỗi nơi và quá trình này sẽ bắt đầu diễn ra. Đây là lý do tại sao tổ chức SCP bắt buộc phải giữ bí mật về các hoạt động của SCP-747. Mặc dù không cách chữa trị nào sau khi nghi lễ được thực hiện, nhưng có thể ngăn nghi lễ hoàn thành ngay từ đầu bằng cách thoát khỏi vòng tròn và để lại những đứa trẻ SCP-747. Tuy nhiên, chúng có các biện pháp nguy hiểm để chống lại điều này. Nhiều nạn nhân cho biết cảm giác trống rỗng hoặc không suy nghĩ gì khi ở trong vòng kết nối. Chúng tạo ra một trạng thái tinh thần thoải mái để ngăn chặn sự phản kháng khỏi số phận khủng khiếp mà chúng đang ban cho bạn. Sự biến đổi không gây ra bất kỳ triệu chứng tức thời nào. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút, nạn nhân sẽ bắt đầu bị tê ở tứ chi, giống như do thời tiết lạnh hoặc máu lưu thông kém. Các triệu chứng sẽ dần dần trở nên tồi tệ hơn trong 21 ngày tiếp theo. Mặc dù nếu nạn nhân rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc lo lắng, quá trình này có khả năng rút ngắn trong vòng 10 ngày. Việc chuyển đổi thường có thể được chia thành 3 giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn 1. Mất giác quan. Phần đáng sợ nhất của giai đoạn chuyển đổi ban đầu này là nhiều triệu chứng có thể dễ dàng được xem là triệu chứng của các căn bệnh nhẹ phổ biến. Các giác quan về khứu giác, vị giác và thính giác sẽ bắt đầu suy yếu và sau đó biến mất hoàn toàn. Thoạt đầu có vẻ giống như cảm lạnh nặng. Nạn nhân có thể thể hiện cảm giác đau khổ với tình trạng của họ ở giai đoạn này, nhưng phần lớn sẽ ổn định về mặt tinh thần. Bất kỳ sự sai lệch nào so với kỳ vọng, những thứ khiến tinh thần bất ổn sẽ là dấu hiệu của việc tăng tốc độ biến đổi. Tuy nhiên, vào cuối giai đoạn 1, một sự thay đổi rõ rệt hơn sẽ bắt đầu diễn ra. Nạn nhân sẽ nhận thấy sự thay đổi chậm của màu mắt và màu da của họ để phản ánh màu sắc của con búp bê. Mặc dù vậy, đây chỉ là sự khởi đầu. Giai đoạn 2. Mất các giác quan chính. Trong 13 ngày tiếp theo, các nạn nhân sẽ bắt đầu mất cảm giác về thị giác và xúc giác, dẫn đến tinh thần bất ổn và căng thẳng tột độ. Các nạn nhân có thể cố gắng thực hiện các thí nghiệm khủng khiếp đối với bản thân, cố gắng tìm lại cảm giác trong cơ thể của họ, chỉ để trở nên bất ổn hơn khi nhận ra rằng các giác quan này đã biến mất hoàn toàn. Ở giai đoạn này, những thay đổi dị thường đáng sợ về thể chất sẽ càng rõ rệt hơn. Da của nạn nhân sẽ trở nên thô ráp, rách nát khi nó chuyển từ da bình thường sang nhiều loại vải khác nhau. Các cơ quan nội tạng cũng dần dần bị biến đổi thành một đống chất liệu tổng hợp chắp vá và thậm chí mắt nạn nhân sẽ bắt đầu cứng lại thành cúc áo. Tuy nhiên, nạn nhân sẽ vẫn sống trong toàn bộ quá trình nghiệt ngã này, ngay cả khi quyền tự chủ của họ đối với cơ thể của họ nhanh chóng mất đi. Giai đoạn 3. Chuyển đổi hoàn toàn. Trong vòng 24 giờ sau khi bước vào giai đoạn 3, nạn nhân bị biến thành một con búp bê hoàn toàn. Những đứa trẻ SCP-747 sẽ đối xử với con búp bê này giống như chúng đối xử với con khác. Và nếu một con búp bê được tạo ra do ảnh hưởng của SCP-747 bị phá hủy, chúng sẽ thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến con người một lần nữa cho đến khi mục tiêu chuyển đổi mới của chúng được chọn. Tổ chức SCP hiện có 7 cá thể SCP-747 đã được quản thúc. SCP-747-01 là một cậu bé khoảng 7 tuổi, mặc một bộ đồng ngủ màu xanh lam và đeo mặt nạ ngựa vằn. SCP-747-02 là một cậu bé khoảng 12 tuổi mặc quần bơi và đeo mặt nạ chuột. SCP-747-03 là một cậu bé khoảng 10 tuổi mặc đồng phục đặc trưng của một trường tư thục đắt tiền và đeo mặt nạ lợn. SCP-747-04 là cậu bé khoảng 14 tuổi mặc áo khoác mùa đông và đeo mặt nạ thỏ.
SCP-74705 là một cô bé khoảng 12 tuổi, mặc áo sari sọc và đeo mặt nạ hươu cao cổ. SCP-74706 là một cô bé khoảng 5 tuổi, với chiếc váy màu hồng tươi đặc trưng của một thí sinh, thi các cuộc thi sắc đẹp và đeo mặt nạ gì. Cuối cùng, SCP-74707 là một bé trai khoảng 9 tuổi mặc quần yếm và đeo mặt nạ mèo. Điều thú vị là cậu cũng được tìm thấy cùng với một tờ ghi chú, trong có một câu chuyện ngắn với một người mẹ đang tìm kiếm đứa con của mình ở thế giới bên kia. Điều thú vị là mẹ của thực thể này, trước khi cậu trở thành một cá thể SCP-747, được cho là đã chết khi sinh con. Tất cả các cá thể SCP-747 mà tổ chức quản lý đều được giữ trong một buồng quản thúc duy nhất, có kích thước 30m x 10m, với những bức tường bê tông dài ít nhất 15cm để ngăn lũ trẻ chui qua chúng. Bất kỳ hành vi bất thường nào của bọn trẻ đều phải được báo cáo cho cấp trên ngay lập tức, nếu bọn trẻ có quan tâm đến bất kỳ thành viên nào của nhân viên nghiên cứu, bảo vệ hoặc theo dõi họ, thì thành viên đó phải được chuyển sang một dự án khác ngay lập tức. Bọn trẻ được phép có tổng cộng 25 con búp bê để giúp chúng xoa dịu tinh thần, không bao gồm những con được tạo ra bởi ảnh hưởng bất thường của chúng. Và tổ chức SCP chỉ cho phép những con búp bê của chúng tạm thời được đưa ra khỏi buồng quản thúc để kiểm tra và sửa chữa. Bất kỳ nhân viên nào bắt đầu có các triệu chứng được mô tả trước đây về ảnh hưởng bất thường của SCP-747 phải được cách ly và giam giữ đặc biệt. Lực lượng đặc nhiệm 747B8 luôn túc trực phòng khi có vi phạm quản thúc để xử lý theo dõi, bắt giữ và quản thúc. Do tính chất vô cùng nguy hiểm của việc giao tiếp với SCP-747, nhân viên cấp độ 3 trở lên chỉ có thể tiếp xúc với chúng nếu tình huống thực sự là cần thiết. SCP-747 đã được xếp vào lớp đối tượng quản thúc Euclid do khả năng kỳ lạ và bản chất không thể đoán trước của chúng. Rốt cuộc, ai có thể thực sự biết điều gì đang xảy ra đằng sau những chiếc mặt nạ đó? Nhưng có một chi tiết nữa về SCP-747, đó có lẽ là chi tiết đáng sợ nhất. Có bằng chứng cho thấy rằng những nạn nhân bị biến thành búp bê SCP-747 có thể không thực sự chết. Trên thực tế, họ có thể vẫn còn ý thức, bị cắt đứt mọi giác quan, từ từ đi vào trạng thái điên loạn. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-4666, Gã đàn ông Giáng sinh, để biết thêm những con búp bê dị thường kỳ lạ từng hoạt động tích cực hơn rất nhiều, đồng thời đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.